Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Hôm nay có thời gian ra vườn và trong núi để quay cho bà con chúng ta về cái video. Hiện nay chúng tôi đang trồng cây hoa đỗ quyên tại trong núi Tam Đảo. Thì hoa đỗ quyên hiện nay cũng được đánh giá là một trong những loại cây đem lại kinh tế khá cao, do nhu cầu người sử dụng ngày càng nhiều. Và cái vẻ đẹp của hoa đỗ quyên khiến con người ta say mê, say đắm và trồng ở cảnh bonsai hoặc là những cây lớn trong nhà rất là tốt. Chính vì vậy thì chúng tôi đang nắm bắt được cái thời cơ và cái nhu cầu của bà con, thì chúng tôi đang trồng và nhân giống rất nhiều cây hoa đỗ quyên. Đặc biệt đây là những dòng đỗ quyên của Tam Đảo thì có rất nhiều màu, như là màu trắng, màu tím, màu hồng, đây, màu cam tươi đây. Rất nhiều màu khác nhau. Đặc biệt là Tam Đảo chúng tôi được cái khí hậu trời ban và cái thời tiết cũng như là các nguồn thực vật ở đây rất đa dạng và phong phú, thì chúng tôi có rất nhiều các loại cây dược liệu cũng như là cây cảnh tuyệt đẹp. Đặc biệt là cái hoa đỗ quyên, ngày hôm nay chúng tôi muốn cho bà con tham quan một chút về cái chỗ chúng tôi đang trồng và phát triển hoa đỗ quyên. Ở trên này vẫn còn đó, dưới này vẫn còn một số loại cây hoa đỗ quyên nữa. Này là giới thiệu thôi, còn cây này thì hiện nay chúng tôi đang chưa bán. Phía trong chân núi chỗ kia chúng tôi cũng đang trồng nữa. Đấy, bà con có thể thấy hơi đỏ đỏ là các vùng chân núi. Chúng tôi trồng dọc chân núi. Đây, đỗ quyên nở rực trời. Rất nhiều, phía dưới này nữa. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển và đem lại nhiều thông tin cũng như là thông tin hữu ích cho bà con. Thì khoảng cách kỹ thuật trồng cây đỗ quyên này thì bà con có thể nhìn thấy ở đây. Chúng ta trồng và nhân giống thì một cây, cách cây chỉ khoảng độ 6-70 cm. Và diện tích đất thì chúng ta trồng được khá nhiều. Nếu như chúng ta chỉ có một mảnh vườn bình thường 6-70 thì chúng ta trồng khá tốt. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn cho bà con kỹ thuật trồng cây các loại cây lâm nghiệp, cây dược liệu, đặc biệt là những loài cây dược liệu quý và những loài lâm nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Xin chào.